Hoàng xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Góc Xây Dựng nhá. Thì hôm nay Hoàng sẽ quay cho mọi người xem một cái móng mà em vừa thi công về phần cốt thép xong, thì muốn quay và chia sẻ cho mọi người xem và tham khảo nhá. Đấy, anh em nào mà trong nghề thì có thể là bình luận góp ý thêm cho cái cách làm này của em nó được ok hay chưa nhá. Đây là một loại móng đơn nhá mọi người nhá, móng đơn. Đấy, móng đơn và em đã thi công là xây bê lên để chờ là đổ bê tông nhá. Đấy, thì móng cốc đơn này thì nó rất là đơn giản trong cái vấn đề là thi công thôi. Thì móng ở đây là được đi bằng 6 cây phi 16. Đấy, 6 cây phi 16 là chính. Và sử dụng bằng đai phi 8 nhá. Cột thì là sử dụng phi 14. Đấy, nhà là nhà 2 tầng nhá. Đây là căn nhà ống 2 tầng. Có cái bề ngang là 5,5 m và bề dài là 17 m nhé. Thì mọi người có thể xem và tham khảo cái cách thi công sắt này của em. Đấy, thì tất cả các hố cột ở đây là đều được được bẻ nhé, bẻ với khoảng cách là 30 cm. Đấy, cột ở đây là đều được bẻ chân vịt, bẻ chân vịt 30 cm. Và cái đế thì là đế 2 tầng nha mọi người nhé, buộc với khoảng cách là A20. Đấy, bằng khoảng cách là A20. Ở đây là nền móng nó cũng ok nhé. Còn nếu mà chuẩn theo yêu cầu kỹ thuật thì phải ép cọc nhé. Đấy, theo loại móng này thì họ sẽ hay ép cọc ở dưới. Nhưng mà do nền đất ở đây là cũng ok rồi, nên họ chỉ có làm đế hộp này thôi, không cần phải ép cọc nhé. Còn những chỗ khác có thể là ép cọc bê tông vào thì nó sẽ càng chắc hơn. Đấy, và đối với những cái móng mà nó không giữa tâm ấy, mà nó là cốc lạch ấy. Đấy, móng cốc lạch như thế này thì anh em vẫn bẻ mỏ chân vịt cho cái cột của chúng ta, nhưng mà anh em sẽ buộc hướng hết về bên cái đế lạch kìa nhá. Đấy, tất cả cột và dầm đều được bẻ mỏ hết. Đấy, dầm ở đây là dầm 500 thì chúng ta vẫn bẻ mỏ là với cái độ dài là 35 cm nhá. Đấy, đai ở đây thì đai cột được sử dụng bằng đai phi 6. Đấy, trước khi đổ bê tông anh em nên buộc túm cái đai cột rồi vào, vì cái khoảng cách cột của chúng ta nó ngắn, chúng ta chưa buộc được nhiều đai ấy thì nó rất hay bị sọc sạch. Thế nên là lúc anh em chuẩn bị đổ bê tông thì anh em nên buộc một cái đai cố định ở dưới và buộc túm ở trên thế này để cho cột của chúng ta nó không bị xê dịch nhiều ấy. Đấy, thì là nó sẽ rất là thẳng hàng với nhau. Đấy, đây là những cái kinh nghiệm mình làm thì mình muốn chia sẻ với anh em như vậy. Đấy, còn đây là chưa thi công ghép ván nhá, thì chiều nay mình sẽ bắt đầu thi công ghép ván khuôn định hình để mai là bắt đầu thi công đổ bê tông nhé. Đây mình quay cận cảnh cho mọi người nhìn thấy. Ở đây là xuống 3 cái trên, 3 cái dưới. Và đai đấy anh em nên buộc phải dở đầu đuôi nhá. Đấy, điểm nối này và điểm không nối này. Là tiếp theo là điểm nối và điểm không nối nhá, anh em phải buộc so le đấy nhá, anh em đảo chiều đai đi. Chứ anh em đừng có buộc hai cái nối với nhau nhá. Đấy, anh em nên đảo chiều đai đi, so le nó thì là nó sẽ đảm bảo hơn. Chúng ta sẽ sử dụng cái sắt đai phi 8 này là rất ok rồi. Đấy, còn cây rưỡi, 3 cây ở dưới thì anh em không cần phải bẻ mỏ nhá. Chúng ta chỉ cần bẻ mỏ 3 cây ở trên thôi là ok rồi. Đấy, thi công một đai của mình rất là đẹp nhé. Và những cái khu vực mà cột này anh em nên cố định một cái đai ở gần ở dưới dầm bên này. Thì lúc mà chúng ta đổ bê tông ấy thì cái cột của chúng ta nó mới đều, nó vẫn có cái cứ đều như vậy. Đấy, và đặc biệt là khi anh em luồn ấy thì một cây sắt anh em phải luồn ra bên ngoài cột nha, một cây sắt luồn ra ngoài cột, còn hai cây sắt anh em phải luồn ở bên trong cột cho mình nhé. Đấy, để cho cái dầm ngang nó sẽ kéo cái dầm dài này thì cái dầm của chúng ta nó có tác dụng nha. Đấy, anh em nhớ.